Xin chào mừng tất cả các anh chị, xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đến với phần 2 của kỹ năng thuyết trình. Vẫn với cái mục tiêu đó là trang bị cho các anh chị, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình. Thứ hai là giúp học viên biết cách trình bày một vấn đề cụ thể. Và cái thứ ba là giúp học viên tự tin khi nói được trước đám đông. Với ba mục tiêu như vậy thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn là những cái thông tin, những cái nội dung, những kiến thức để giúp chúng ta sẽ trở thành một người. Cái đối với phần hai này thì chúng ta sẽ đi qua hai cái nội dung lớn tiếp theo, đó là nội dung thứ ba và nội dung thứ tư. Nội dung thứ ba là có cái nội dung là tiến hành quy trình, và thứ tư là vận dụng các kỹ năng trong quy trình. Với phần ba thì chúng ta sẽ trình bày nội dung bài quy trình, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả. Và phần thứ tư là kỹ năng nói, kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng nghe và kỹ năng thuyết phục. Ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của phần 3 lớn, đó là trình bày nội dung bài thuyết trình. Thế thì trong phần nội dung trình bày thuyết trình thì trong cái phần 1 đấy thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn là phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận chúng ta phải tiếp cận như thế nào. Và trong cái phần 2 này thì với cái trình bày của chương trình thì tôi sẽ chia sẻ một cách cụ thể hơn. Phần trình bày phần mở đầu thì bài thuyết trình cần phải gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục khán giả. Đấy, như tôi đã nói trong những lần trước, chúng ta phải chào những người tham dự và giới thiệu bản thân. Đấy, rồi là đưa ra cấu trúc bài thuyết trình và thông báo thời gian của bài thuyết trình. Đấy, thì một trong những cái mà chúng ta thấy rất đơn giản thôi, nhưng mà tuy nhiên khi mà vận dụng vào cụ thể thì nó không phải đơn giản chút nào, đòi hỏi chúng ta phải đưa ra một thông tin nó cụ thể hơn. Và trong phần hai này thì là nó là những kỹ năng thì đòi hỏi các bạn là có một cái cách nó cụ thể hơn và nó sẽ dễ dàng làm cho khán giả người ta lắng nghe hơn. Ví dụ như là khi mở đầu một bài thuyết trình thì bao giờ chúng ta phải chào và giới thiệu họ và tên. Đấy, ví dụ như là xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Hoàng Hà. Tôi đến đây để chia sẻ cùng với các bạn một cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình. Và trong cái nội dung trình bày của tôi về kỹ năng thuyết trình thì tôi trình bày cho chúng ta bốn cái nội dung. Nội dung đầu tiên đó là thuyết trình là gì. Nội dung thứ hai đó là chuẩn bị thuyết trình. Nội dung thứ ba đó là trình bày thuyết trình. Và nội dung thứ tư đó là kỹ năng thuyết trình. Ở trong bốn cái nội dung tôi muốn chia sẻ cho các anh chị, tôi sẽ giới hạn cái phần thời gian tôi trình bày đó là trong 1 tiếng 30 phút. Sau khi tôi trình bày xong thì tôi sẽ dành cho anh chị chúng ta khoảng thời gian 15 phút để chúng ta có thể hỏi đáp, để chúng ta có thể là giao lưu với nhau. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đến đây cùng tôi chia sẻ một chuyên đề về kỹ năng thuyết trình, và chúc cho anh chị chúng ta có được một cái khối lượng kiến thức bổ ích giúp chúng ta sẽ trở thành một người thuyết trình viên trong nổi tiếng trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị. Đấy, thì đó là một trong những cái mà cách tiếp cận mở đầu để cho chúng ta thấy là nên có được một cái sự tiếp cận cách bài bản, một cái sự khống chế về mặt thời gian, và đặc biệt là chúng ta phải tạo ra một cái hiệu ứng và cảm, một truyền một cái cảm hứng để cho mình nghe người ta thấy rằng là đấy cái nội dung ấy hết sức là cần thiết và làm cho chúng ta cảm thấy là gì ạ, là ta sẽ có dễ có tiếp cận hơn. Đúng không? Thì đấy là cái phần trình bày mở đầu thì chúng ta cũng nên lưu ý. Đấy, tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta nên lưu ý giới thiệu về họ tên của mình, đúng không? Họ tên của mình, đúng không? Cái thứ hai là đưa ra cấu trúc bản thân trình để người ta được biết và cái thông chế của thời gian. Đấy là phần mở đầu. Cái phần thân bài thì khi phần mở đầu chúng ta đã được đưa ra, thính giả đã được tiếp cận thì chúng ta thấy rằng là với những nội dung mà phần chúng ta đã khống chế tổng quát ở trong phần mở đầu ấy, thì phần thân bài thì chúng ta phải bám chắc vào các diện, bám chắc vào các cái nội dung mà chúng ta đã chia sẻ được với khán giả phía dưới. Thì trong phần thân bài thì lưu ý là cần phải rõ ràng, mạch lạc, các ý chính liên quan liên kết với nhau, có logic chặt chẽ, và chú ý là cách dẫn dắt trực tiếp để các thể. Đây là một trong những cái mà chúng ta lưu ý là nó tạo ra một sự gắn kết, một sự liền mạch, và gần như là nó tạo ra một cái mạch xuyên suốt của một bài thuyết trình. Khi chúng ta muốn chuyển ý từ ý
này sang cái khác. Đấy. Ví dụ như là các bạn trình bày vừa rồi là tôi vừa tiếp cận cho các bạn là cái định nghĩa quy trình. Khi các bạn tiếp cận với một cái định nghĩa này thì các bạn sẽ có một cái cách tiếp cận và bạn đã biết là mình phải làm gì và cái thuyết trình là như thế nào, đúng không ạ, và nó có vai trò ra sao, đúng không ạ, nó tạo được thành công như thế nào. Thì tôi xin được dừng lại cái khái niệm định nghĩa của quy trình ở đây. Thế thì vậy thì quá trình thuyết trình của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào, thì tôi xin được chuyển sang phần thứ hai và tiếp theo, đó là chuẩn bị quy trình. Đấy, tức là chúng ta thấy là khi chúng ta đóng lại phần thứ nhất khái niệm thì chúng ta mở ra cái phần thứ hai là chuẩn bị quy trình, tức là người ta đã biết được hình dung là quy trình là cái gì rồi, thì cái phần thứ hai là cái phần mà người ta phải có được một cái cách thức tiếp cận, một cái bài bản, một cách hợp lý và một cách nó logic để nó tạo ra được cái mạch logic trong cái bản quy trình. Chứ nếu mà các bạn, các anh chị chúng ta chia sẻ phần khái niệm thì chúng ta không thể nhảy ra ngay được phần là vậy kỹ năng quy trình là cái gì, tôi muốn chia sẻ kỹ năng thì cũng có, đấy là cái phần sau, đúng không ạ, đấy là cái phần sau mới được. Thì để cho anh chị có thể thấy là để làm rõ thêm là minh chứng là đã cần phải có một sự logic sắp xếp từng bước là ý hợp lý và có cách chuyển tiếp những câu chuyển tiếp nó hài hòa, nó phù hợp và nó hài hòa. Đấy. Chứ chúng ta không nên dừng một cách đột ngột và chuyển sang một ý khác mà nhiều khi là nó có liên quan đấy nhưng mà nó không làm cho những giả ta thấy chúng ta nó có một cái gì ạ, có một cái sự đoàn kết, một cái sự liên mạch ở trong cái việc đang được trình bày. Đấy. Trong cái phần thân bài thì các bạn cũng lưu ý một chút nữa là nó phải cần hết sức là rõ ràng và mạch lạc, đúng không ạ, hết sức rõ ràng đấy để tạo ra được một cái bản quy trình nó sạch sẽ và nó tạo ra một cái tốt của khán giả. Các phần kết luận thì cần phải gây ấn tượng để lưu lại cái dấu ấn trong lòng khán giả. Thì ở đây thì để có được một cái phần kết luận tốt thì chúng ta lưu ý là nhắc lại các vấn đề chính mà bạn đã đề cập trong bản quy trình để khán giả ghi nhớ nội dung bản quy trình của bạn, tức là nội dung chính bạn trình bày cái gì bạn nhắc lại nội dung đó, đúng không ạ. Tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn cái chuyên đề về kỹ năng thuyết trình trong cái chuyên đề vừa rồi, trong cái nội dung vừa rồi, trong khoảng thời gian vừa rồi tôi đã đưa ra cho các bạn bốn cái nội dung về chính và quan trọng là chúng ta phải nhớ là chúng ta phải bám vào những cái nội dung, bám vào những phần mà tôi đã trang bị để chúng ta thấy là vậy thì chúng ta bám vào những nội dung đó rất cần biết tiếp cận cho khán giả như thế nào, đúng không ạ. Rồi là chúng ta dừng lại bài thuyết trình với một nhận định thú vị hay một cái nút thắt phù hợp với vấn đề, lưu lại trong lòng người nghe một ấn tượng tốt và cảm giác của họ nào, tức là khi mình dừng lại như thế nào, đúng không ạ, thì chúng ta cũng nên có một cái nghệ thuật là chúng ta kết thúc vấn đề. Đấy, khi kết thúc vấn đề chúng ta phải làm như thế nào để cho khán giả ở phía dưới cảm thấy vui tiếp, người ta làm như thế nào để cảm thấy thấm hụt. Đấy, nhưng mà tuy nhiên cái sự thấm hụt, cái sự nuối tiếc đó nó đã mở ra một cơ hội mới cho khán giả. Thì đấy là cái mà chúng ta tạo ra một nút thắt hợp lý để hợp lý của cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ cho khán giả, đúng không ạ. Và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái chúng ta chia sẻ cho khán giả chúng ta cảm thấy rằng là ngay bản thân tâm trạng của người mà trình bày thì đã cảm thấy là cái sự cố gắng, đã nỗ lực của chúng ta, cái sự hoàn hảo của chúng ta trong đó để muốn truyền tải cho chúng ta để khán giả đã cảm nhận được, đúng không ạ. Người ta nói rằng là một kết thúc mạnh mẽ và ấn tượng, đúng không ạ, ở đây bóng được bản thuyết trình trong một hoặc hai câu, nhấn mạnh vào cụm từ trọng tâm, sử dụng cái tiếng âm, đấy cũng là một trong những cách mà chúng ta thấy là gì ạ, muốn tạo ra được một sự kết thúc một cách hoàn hảo để ấn tượng mạnh mẽ. Đấy. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa trình bày cho các bạn một cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình và trong cái nội dung vừa rồi thì các anh chị đã lưu ý là cái khái niệm về kỹ năng thuyết trình và đặc biệt là bốn vấn đề mà tôi đã chia sẻ cho các bạn, đó là vậy thông bốn cái vấn đề mà tôi chia sẻ cho các anh chị, bốn cái thông tin mà tôi muốn đưa ra đấy và bốn cái cách mà ta cần tiếp cận một cái một bản quy trình. Đấy, tức là chúng ta với cái giọng có thể hoàn toàn có thể đẩy lên hoặc là hoàn toàn là chúng ta có thể là có một cách tiếp cận là giọng điệu, cái âm ngữ nó lúc nhanh lúc chậm, đúng không ạ, lúc giọng mà chúng ta cảm thấy là cái tiếng vang hoặc lúc mà nó chậm, chúng ta cảm nhận được là những cái diễn biến, những tình cảm, những cái mong muốn của người chị đã chia sẻ ở trong đó,
chúng ta cảm nhận được khi mà chúng ta có một cái thái độ mà chúng ta chia sẻ một cách giao diện theo đúng như cái người ta gọi là cái tình cảm rất là thật, hoặc cái tâm lý rất là thật, và những mong muốn của bạn rất là thật và rất là gắn với khán giả, thì khán giả không khó nhận ra những điều đó và tự dưng cũng tạo ra một cái rất là tốt, một sự đánh giá rất là cao để đối với người chương trình. Đấy là cách chúng ta có một cái sự kết luận, một cái sự dừng lại trong một cái chủ đề nó tạo ra một rất tốt của người khán giả. Cái nội dung thứ hai trong phần ba này tôi muốn chia sẻ cho các bạn là đặt và trả lời câu hỏi đối với khán giả. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong quá trình thuyết trình thì chúng ta thấy là chúng ta gặp phải rất nhiều những yếu tố, đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đối với khán giả. Đúng không ạ? Đây có thể nói là một trong những cái nghệ thuật. Đúng không ạ? Đặt câu hỏi như thế nào để cho khán giả người ta có được một cái suy nghĩ, có một cái cách tiếp cận, một cái hướng nó mở ra, một hướng mở hoàn toàn để khán giả ta tò mò, đúng không ạ? Đấy rồi là gì ạ? Là khi hỏi như thế nào, đúng không ạ? Đặt câu hỏi như thế nào, lắng nghe khán giả như thế nào, muốn trả lời khán giả như thế nào để cho khán giả ta cảm thấy sự hài lòng. Thế đây nó có một số những định lý là chuẩn bị phần hỏi đáp, thì dự đoán các câu hỏi của khán giả, đúng không ạ? Nên nghĩ đến những câu hỏi của khán giả có thể hỏi bạn ngay từ khi bạn lập đề cương cho một thuyết trình. Trong giai đoạn luyện tập, hãy khuyến khích những người trong nhóm đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt. Thế thì xin thưa các bạn, đây là một trong những cách, nó cũng là một quá trình chuẩn bị đấy. Nhưng mà tuy nhiên, cái sự chuẩn bị ở đây và có sự tính toán ở trong này. Cái sự tính toán là cái gì? Khi các bạn đặt một cái đề cương, một cái giản ý của một cái đề cương, đúng không ạ? Thì trong quá trình gọi là đề cương, bạn cũng có thể dự đoán, phán đoán. Và một cái nghệ thuật nó sâu hơn nữa trong này là khi trình bày đề cương, khi trình bày vấn đề thì các bạn lưu ý là có thể mình tạo ra được một cái nhận, một cái nội dung nào đấy mà mình để ra một vấn đề được. Theo các bạn, tôi trình bày cái nội dung về cái khái niệm của các chương trình, liệu có bạn thính giả nào hoặc liệu các bạn có một cách tiếp cận khác với tôi hay không, đúng không ạ? Nhưng chúng ta hãy chấp nhận với nhau gì ạ? Những thông tin mà tôi đưa ra đấy. Thì tự dưng là chúng ta thấy rằng là có những cái hiện trong quá trình trình bày bản thân là chúng ta đã có những cái sự lấp lửng khi mà chúng ta chia sẻ những thông tin, thì đấy là một trong những cách để chúng ta có thể kiểm soát được là, và chúng ta hoàn toàn có thể biết được là trong cái nội dung đấy là khán giả có thể hỏi đấy, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là các bạn thấy là cái sự khác biệt về văn hóa của đối tượng khán giả là khác nhau, đúng không ạ? Bên các bạn thấy là đó là văn hóa nó quá rộng, nó rất rộng, đúng không ạ? Vậy thì nên chăng chúng ta có được một cái sự chuẩn bị về cái việc là sự khác biệt về văn hóa nó tác động tới yếu tố với người thuyết trình viên như thế nào, đấy cũng là một trong những cái nghệ thuật mà các bạn để lực ra. Rất có thể các bạn hỏi tôi là vậy đối với người Việt Nam chúng ta sẽ phải có một cái tư cận như thế nào, đúng không ạ? Bản thân là đối với quốc gia Việt Nam cũng có rất nhiều những vùng miền văn hóa khác nhau đấy. Thì ngay trong quá trình xây dựng đề cương, chúng ta cũng cần phải để ra những cái gọi là một cái sự thực hiện, một sự gợi mở, hoặc là một vấn đề chúng ta có thể đoán trước, hoàn toàn trước được, và sau đó chúng ta cũng phải làm gì, đúng không ạ? Để chúng ta kiểm soát nó tốt hơn. Đấy, rồi là khi mà các bạn luyện tập trước một nhóm khán giả để luyện ấy, thì chúng ta cũng nên là gì ạ? Nên là để cho khán giả của mình đặt ra nhiều câu hỏi, càng nhiều câu hỏi càng tốt, để chúng ta có thể là có những câu hỏi ngoài những ý muốn từ sao. Vì là cái ý nghĩ chủ quan của mình nhiều khi nó không thể áp đặt được, nhưng những cái ý nghĩa, những cái suy nghĩ của những nhiều cái đối tượng khán giả nó khác nhau, thì nhiều khi là chúng ta sẽ có những cái bổ sung dày dặn thông tin và những ý muốn là phát nó tốt hơn đấy. Đấy là chuẩn bị cái phần hỏi đáp, phán đoán câu hỏi của khán giả. Chúng ta luyện tập cách trả lời câu hỏi bằng cách là nhờ bạn bè nghe mình trình bày đặt câu hỏi này, ghi âm câu trả lời rồi nghe lại, tự điều chỉnh, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thuyết trình sẽ giúp bạn tự tin trả lời câu hỏi khi các bạn làm nhẹ câu hỏi. Khi
khi các bạn phán đoán thì những câu hỏi tính giả có thể đưa ra. Vậy thì chúng ta trả lời như thế nào? Đấy, việc trả lời nó cũng là cả một trong những khéo léo của người giảng, của người chỉ viên. Đấy, người ta nói rằng là người khôn sẽ nói gì ạ? Người khôn sẽ nói được vời. Tức là nhiều khi trong cách trả lời của chúng ta ấy, đấy, trong cách trả lời thì nhiều khi là mình biết là 100% thông tin, nhưng mà không phải là trả lời 100% thông tin là gì ạ? Là cái khôn khéo. Đấy, có khi là mình trả lời gì ạ? Trả lời 60-70%, 80% thông tin. Đấy. Còn 20% thông tin là mình hoàn toàn mình có thể kiểm soát. Đấy, thì 20% thông tin đấy thì là 20% thông tin mà giúp gì ạ? Giúp cho mình chỉ ta có được một cái sự điều chỉnh để kiểm soát tốt hơn. Nếu chẳng may tính giảng ta lại có một câu hỏi tiếp theo, đúng không ạ? Đấy, đấy là một trong những cái khôn khéo, một trong những cách mà chúng ta có thể làm diện, chúng ta có thể là xử lý trong cách mà các bạn trả lời câu hỏi đối với tính giảng. Vậy thì khi nhận được câu hỏi của khán giả, của tính giảng, thì người thuyết trình viên cần phải có một cái cách tiếp cận như thế nào? Thì các bạn lưu ý là phải tiếp nhận câu hỏi với một thái độ tích cực, phải lắng nghe cẩn thận câu hỏi của khán giả, hướng câu trả lời tới toàn bộ khán giả, và có thể suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi nhưng không nên quá lâu, là 10 giây, cố gắng trả lời thẳng vào vấn đề, thái độ chân thành và thẳng thắn khi gặp câu hỏi khó trả lời, cố gắng kiểm soát thời gian. Thế thì đến cái vấn đề mà chúng ta nhận được những câu hỏi của khán giả thì nó vào trong một cái mà lên vòng chân những cái cách mà chúng ta tạo ra ấn tượng đối với tính giả, ý đúng với tính giả, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà tính giả ngồi ở vị trí dưới thì bao giờ người ta cũng có những hiệu ứng khác nhau. Đôi khi là cái sự cởi mở của thuyết trình viên nó làm cho tính giả người ta gì ạ? Người ta có sự hào hứng hơn trong cách trả lời. Nếu mà người thuyết trình viên không tạo ra được một cảm hứng cho tính giả phía dưới, đôi khi nó tạo một sự bất lợi. Nhưng mà tuy nhiên ở trong một thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, cụ thể nào thì chúng ta phải hết sức lưu ý ở chỗ này. Khi nhận được cái câu trả lời, câu hỏi của khán giả thì tốt hơn hết cái người thuyết trình luôn luôn có một thái độ đón nhận một cách hết sức tích cực. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái người người ta muốn chia sẻ thông tin với mình, người thuyết trình viên với mình mà người ta lại có những cái thái độ mà người ta lại đón nhận thông tin một cách nó trân trọng như thế, đúng không ạ? Thì thể hiện là sự chuyên nghiệp. Hãy lắng nghe đi, chúng ta hãy lắng nghe một cách chăm chú, đúng không ạ? Cẩn thận, chăm chú, đúng không ạ? Và chúng ta có một cái cách là ngoài cái việc của chúng ta lắng nghe ra thì chúng ta cũng nên là có một cái sự gợi mở, một cái hướng cái câu hỏi của khán giả, một khán giả đến nhiều khán giả khác. Đấy, ví dụ các bạn đặt một câu hỏi lực chẳng hạn, tôi vừa được nghe một cái sự chia sẻ của một cái cách hỏi, một câu hỏi của một khán giả, các bạn có những suy nghĩ gì nào? Đúng không ạ? Để trong một cách mà lại câu hỏi đối với một tính giả khác, đúng không ạ? Đấy, rồi là ta cố gắng là trả lời thẳng thắn các vấn đề, đúng không ạ? Ta biết như nào chúng ta sẽ trả lời thẳng thắn vấn đề muốn chia sẻ một cách sự chân thành, như thế là khán giả là thấy, tính giả là thấy là mình có thái độ hết sức chân thành, rất cần tự chúng ta thấy là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn trong cái phần 3 lớn, đúng không ạ? Và bây giờ là phần thứ tư, đó là phần vận dụng các kỹ năng trong thuyết trình, đúng không ạ? Thế thì trước khi chia sẻ với các bạn là cái vận dụng kỹ năng trong thuyết trình, các bạn với bốn cái nội dung nhỏ trong này là kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp khi ngôn ngữ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phục vụ. Đấy, thì các bạn chúng ta tôi xin lưu ý các bạn là một cái món ăn ngon đấy thì nó không thể thiếu những gia vị. Thì một bài thuyết trình mà chúng ta được chuẩn bị tốt mà chúng ta không biết sử dụng các kỹ năng trong cái bài thuyết trình thì chúng ta sẽ cảm thấy là bài thuyết trình nó hết sức là nhẹ, nó đơn điệu, đúng không ạ? Thế thì cái kỹ năng này nó sẽ là một mặt bổ trợ thêm cho cái nội dung bài thuyết trình. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là nó sẽ có những cái vai trò rất quan trọng để chúng ta tạo ra một sự thành công đối với một bài thuyết trình. Thì tôi sẽ đi vào từng kỹ năng một.
khi đang nói thuyết trình thì các bạn cần lưu ý là giọng nói và âm lượng, đúng không? Trong thuyết trình bạn cần điều tiết âm lượng giọng nói sao cho truyền cảm rõ ràng, có điểm nhấn và tạo ra được lưu cuốn, đúng không? Thì các bạn thấy là cái giọng nói đây nó là một trong những cái để cho chúng ta thấy rằng là tạo ra được những cái sự truyền cảm rõ ràng. Nói như thế nào là cả một vấn đề, đúng không ạ? Các cụ nói là học bắt học nói, đúng không? Học khó mà khi các bạn nói ra, đúng không ạ? Thì người ta có những cái cảm nhận, có những cái sự đánh giá ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta nói với một giọng nói truyền cảm đấy, chúng ta nói với một giọng nói cái sự truyền thành, chúng ta nói với một cái giọng là tròn vành rõ chữ đấy, các bạn thấy là nó tạo được tốt đúng với những cảm ban đầu, đúng không ạ? Đấy rồi các bạn thấy là nó về cái âm lượng thì chúng ta thấy là âm lượng trong quá trình thuyết trình thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là gì ạ? Điều chỉnh âm lượng to khác nhau, đúng không ạ? Và đôi khi cái âm lượng này nó cũng phụ thuộc vào cái diễn biến, cái nội dung mà chúng ta muốn chia sẻ với đối tượng khán giả. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nếu chúng ta sử dụng cái âm lượng quá to, nó sẽ làm khán giả phía dưới người ta sẽ cảm thấy sao ạ? Người ta sẽ rất là căng tai, mệt mỏi, căng tai nhận. Người ta nghe và nhiều cái âm lượng to quá, người ta cảm thấy ra gì ạ? Rất là đau đầu, rất là căng tai ra chúng ta điện thằng nghe. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta nếu mà âm lượng nhỏ quá thì chúng ta nên tránh, vì nhỏ quá thì làm cho khán giả có cảm giác là có một tâm trạng là hào hứng những bài thuyết trình, đúng không ạ? Chúng ta với cái giọng nói rất là để nhỏ quá thì khán giả đôi khi là khi người ta cảm thấy là sẽ bị nhàm chán. Nhiều khi người ta ngủ gần ở dưới, đến từ âm lượng nhỏ, người ta không nghe được, người ta cảm thấy rất là chán, đúng không ạ? Một cái lưu ý cũng chia sẻ thêm cho các bạn đây là cần phải rõ ràng, mạch lạc và tròn vành rõ chữ. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta khuyên, đúng không ạ? Các bạn thấy là đối với những cái diễn viên mà người ta đi sâu vào nghệ thuật, như là những cái ca sĩ hoặc là những diễn viên nhỏ, người ta phải học cái cách phát ngôn ra bên ngoài, đúng không ạ? Tròn vành rõ chữ là sao? Nhiều khi các bạn thấy là cái âm lượng, cái tốc độ nó cũng làm cho diện là cái việc mà thực hiện được cái tròn vành rõ chữ hay không. Rồi là cái nhịp điệu của tốc độ nói, đúng không ạ? Việc thay đổi nhịp điệu tốc độ sẽ nhấn mạnh được ý là người thuyết trình cần trình bày. Trong quá trình thuyết trình, người ta hoàn toàn đang phải là điều chỉnh cái tốc độ nói. Cái nhịp của nó là khác nhau. Hoàn toàn người ta có thể là gì ạ? Dừng lại 1-2-3 giây. Hoàn toàn người ta có thể là gì ạ? Hoàn toàn người ta có thể là nó liền mạch một cách nhanh. Đấy. Để làm thay đổi cái, gọi là thay đổi cái ngữ điệu. Thay đổi cái, nó gọi là một cái màu sắc của một quán duy trì. Để tạo ra nó đỡ nhạt chán. Đúng không ạ? Chúng ta nên căn cứ vào từng đối tượng cụ thể để điều chỉnh tốc độ nói. Nếu khán giả có trình độ cao hoặc đã tập trung lắng nghe thì có thể vào tốc độ nhanh. Ngược lại, khán giả có kiến thức hạn chế thì cần nói chậm, cần quan sát thái độ của khán giả để nói, đúng không ạ? Tránh nói nhanh quá làm khán giả người ta không kịp tiếp nhận, đúng không ạ? Tránh nói chậm đấy có thể là gây buồn ngủ, tức là những yếu tố nhanh, yếu tố chậm ở đây thì các bạn thấy là nó cộng với một số những yếu tố khác, ví dụ như là những cái tiếng lệ mà chúng ta thấy là không cần thiết trong quá trình thuyết trình, ví dụ như là đấy rồi là các bạn ea, đúng không ạ? Rồi là chúng ta lặp lại một cái từ nhiều quá thì đôi khi là thế là nó sẽ không gì ạ, tạo được tốt không đấy. Nếu lòng dân cũng lưu ý trong quá trình mà chúng ta nói với nhịp độ của mình đấy, tốc độ đấy, thì đấy là cái chia sẻ đầu tiên là giọng nói, âm lượng, tốc độ nói. Trong quá trình thuyết trình, các bạn cần phải sử dụng một cái công cụ, đó là cái ngôn ngữ cơ thể, đúng không ạ? Nó không phải là một lời nói trực tiếp, đúng không ạ? Nó không phải là một cái chia sẻ trực tiếp đối với khán giả. Nhưng các bạn thấy rằng là khi mà sử dụng cái ngôn ngữ, cái lời nói như thế này, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ấn tượng thêm cho với khán giả bằng cách là nó sẽ nhấn mạnh ý. Đây chúng ta thấy là
con người giao tiếp, biểu đạt tình cảm hoặc truyền thông tin cho nhau đa phần là qua những dấu hiệu khi ngôn ngữ. Đúng không? Giao tiếp ngôn ngữ là một công cụ quan trọng để biểu đạt những tâm trạng, tình cảm, cảm xúc của con người. Đúng không? Vận dụng tốt các phương thức giao tiếp ngôn ngữ trong thuyết trình sẽ giúp bạn thuyết trình thành công hơn. Vậy thì những cái ngôn ngữ thế nào? Đấy, đấy. Rồi là các bạn thấy là những cái biểu hiện ra sao? Để các bạn đã cần lưu ý trong quá trình truyền đạt tới khán giả. Cách nhất, một đầu tiên, đúng không ạ, là cái giao tiếp bằng mắt trong khi thuyết trình. Thế thì chúng ta thấy là giao tiếp bằng mắt là tạo thiện cảm, giúp ngăn khoảng cách xa lạ giữa thuyết trình viên và khán giả. Để trong giao tiếp thì thôi, để hoặc là trong khi thuyết trình thì thôi. Ta nói rằng là khi giao tiếp bằng mắt thì nó là một trong những cách rất là tốt để chúng ta kéo lại gần hơn đấy, và ngăn cái khoảng cách xa lạ, kéo sự thiện cảm, tạo sự thiện cảm tốt hơn đấy, đối với người thuyết trình và người thính giả, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ giao tiếp như thế nào đấy, để đạt được cái hiệu quả cao đấy, khi giao tiếp bằng mắt đấy. Thế thì khi thuyết trình, bạn lưu ý là chúng ta nên là quan sát thật phòng và đưa cái ánh mắt của mình, đúng không ạ, để quan sát xung quanh phòng để chúng ta thấy rằng là ánh mắt của khán giả, người ta gì ạ, người ta có được một cái sự quan sát, một sự kiểm soát một cách nó gì ạ, một cách nó rộng. Và cái thứ hai là đối với khán giả, người ta thấy là khi mà ánh mắt của người diễn viên, người ta đọc lại hoặc là người ta gì ạ, người ta di chuyển qua, thì đó là một trong những cách người ta tôn trọng mình, người ta biết mình là người như thế nào, hoặc là người đang nghĩ gì, mình mong muốn những gì, đúng không ạ? Đấy là một sự tôn trọng của khán giả. Đấy. Rồi là đưa ánh mắt đi đến một nhóm khán giả khi bạn vào cuộc đầu tiên, với một cái cách mà ta quan sát cái đối tượng khán giả, đúng không ạ? Thì khi các bạn chúng ta bắt đầu chương trình, các bạn nên dừng lại ánh mắt của mình ở một nhóm khán giả tích cực, có ánh mắt thay đổi tích cực khi mà ta nhận, khi mà ta nhận biết được, ta nhận thấy, thì tự dưng chúng ta sẽ tạo ra những cảm xúc cho mình, mình sẽ cảm thấy là có một cái gì, một cái hiệu ứng rất là tốt để mình bắt đầu cất lên một cái diện, một cái câu đầu tiên trong cái phần trình bày của mình. Đấy, trong khi nói, hãy di chuyển ánh mắt đến tất cả các thính giả ở các cái góc độ khác nhau, đúng không ạ? Một cái lưu ý nữa là khi thuyết trình thì các bạn chúng ta cố gắng là di chuyển ánh mắt của mình trong một cái phạm vi rộng và nó điều hòa, nó hài hòa đến những nhóm khán giả, thì chúng ta không nên là dừng ánh mắt của mình vào một nhóm khán giả nhất định, đúng không? Thì như thế là phải cảm thấy là ánh mắt của mình không linh động, thứ hai không tạo được một cái sự thân thiện, không tạo được một cái sự gần gũi đối với khán giả, và khán giả đã cũng không thể hiểu được là sự chân thành của mình thông qua ánh mắt là như thế nào. Đấy, và ánh mắt phải hết sức là chiều mến, hết sức thiện cảm. Đấy là cái cách mà chúng ta giao tiếp bằng mắt trong quá trình thuyết trình. Đối với cử chỉ thì các bạn lưu ý là đối với cử chỉ của người thuyết trình trong thuyết trình ấy, thì chúng ta phải tự nhiên đấy, và phải có một cái kết hợp với cái lời nói, cách diễn đạt phù hợp. Đấy, tức là cử chỉ của chúng ta đấy, thì làm sao mà toát lên để cho khán giả thấy rằng là cái cử chỉ nó sẽ rất chuyên nghiệp và hết sức là gì ạ, hết sức thoải mái, và cái cử chỉ đó nó đi cùng với cái gì ạ, nó đi cùng với những cái lời nói mà mình muốn truyền đạt, những kiến thức mình truyền đạt, chúng ta đã cảm nhận được, đã cảm thấy như là nó có được một cái gì ạ, ấn tượng tốt đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì trong quá trình thuyết trình các bạn lưu ý là có một số những cái cử chỉ mà nó không đẹp và chúng ta nên tránh. Đấy, đó là cái nếu mà chúng khán giả chúng ta nhận thấy là những người thuyết trình viên chúng ta nhún vai quá nhiều, hoặc là người ta lắc lư đầu, hoặc là vung tay, hoặc là dùng trỏ tay, hoặc thắt lưng sau lưng, hoặc khoanh tay dụng mắt đấy, rồi là rất mân mê đồ vật, hoặc là cảm quan, hoặc là vẽ áo luôn luôn vân. Đấy là một trong những thuyết trình không đẹp mà chúng ta nên tránh. Nếu chúng ta rơi vào trong trạng thái như thế này thì đôi khi là khán giả có thể thấy rằng là mình đang có vấn đề tâm lý,
nó là những thói quen không tốt thì bạn nên chặt đấy. Về cái dáng điệu tư thế và phong thái ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, đối với những câu hỏi lan man bạn nên lắng nghe có phân tích trong quá trình chương trình. Một trong những trong cái nội dung